Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính trong chương trình: vượt qua khó khăn, bà con Hải Phòng đi xây dựng vùng kinh tế mới tại tỉnh Lào Cai, tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Với nhiều tín hiệu triển vọng, Cát Bà tiếp tục được dự báo sẽ là một trong những điểm đến an toàn lý tưởng của đông đảo du khách trong những tháng cao điểm mùa hè năm nay. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Ngành kiểm sát thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng viện kiểm sát điện tử, hướng tới viện kiểm sát số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Hương Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm nhân dân Hải Phòng lên Lào Cai xây dựng kinh tế mới. Đến dự và chung vui với bà con đồng hương Hải Phòng, về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo một số địa phương có nhiều người dân đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lào Cai. Cách đây 61 năm, ngày 12 tháng 11 năm 1961, Tỉnh ủy Lào Cai và Tỉnh ủy Kiến An, nay thuộc thành phố Hải Phòng, ký kết nghị quyết liên tịch, kết nghĩa toàn diện, mà trọng tâm là chủ trương đưa đồng bào tỉnh Kiến An đi xây dựng và phát triển kinh tế tại tỉnh Lào Cai. Phát huy truyền thống quê hương, bà con đồng hương Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lao động, học tập, công tác trên quê hương thứ hai của mình. Tôi xây dựng kinh tế trên Lào Cai đã 60 năm rồi. Nhưng mà lúc nào nghĩ đến quê hương, càng nghĩ đến quê hương thì tôi càng cố gắng phấn đấu. Tình cảm quê hương lúc nào cũng đong đầy trong tâm trí tôi. Chính vì thế mọi khó khăn vất vả tôi cố vượt lên để xứng đáng người con đất cảng, xứng đáng con cháu cụ nữ tướng nơi chân. Được sự quan tâm chính quyền địa phương của hai quê hương, quê hương Hải Phòng gốc và cũng như quê hương Lào Cai mới đây, thì cái sự quan tâm khích lệ đó thì chúng tôi là những người con của Hải Phòng, chúng tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương Lào Cai được tốt đẹp, để là cái cầu nối vững chắc để chúng tôi sẽ luôn luôn hướng về quê hương Hải Phòng. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ghi nhận và trân trọng những tình cảm, sự đóng góp của người dân Hải Phòng đã vượt qua khó khăn, đi khai hoang và xây dựng vùng kinh tế mới tại tỉnh Lào Cai, tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Thông tin đến bà con một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành tích đó có sự đóng góp tích cực của các hội viên, Hội đồng hương Hải Phòng tại các địa phương trong và ngoài nước. Đồng chí đề nghị bà con đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, tổ chức tốt các hoạt động khuyến học khuyến tài, thường xuyên thông tin liên lạc giữa hai quê hương. Nhân dịp này, Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng kinh tế, văn hóa, quốc phòng của địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tặng quà các gia đình chính sách, người có công và quỹ khuyến học Hội đồng hương với tổng kinh phí 678 triệu đồng. Ủy ban nhân dân các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, các địa phương có nhiều bà con đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lào Cai cũng tặng kinh phí hỗ trợ Hội đồng hương Hải Phòng tại tỉnh số tiền 100 triệu đồng. Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp thành phố Hải Phòng đã triển khai quyết liệt và đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ, qua đó góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phòng chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng phần mềm chuyên dùng, triển khai thực hiện nghiêm túc việc trình chiếu hình ảnh chứng cứ phục vụ tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Nổi bật, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiến An đã xây dựng được phần mềm sổ thụ lý kiểm sát thi hành án hình sự với các tiện ích
tự động thống kê đúng mẫu, quản lý tra cứu lập danh sách các bản án, đánh dấu các vi phạm, tự động lập các văn bản phiếu kiểm sát. Cái sổ thụ lý điện tử công tác thi hành án còn có cái chức năng thống kê. Thì ở đây là chúng tôi nhập các cái dữ liệu đầu vào đối với tất cả các bị án, thì trên cái cơ sở đó cái phần mềm đã tính được đầy đủ các cái cột mục cũng như là các cái biểu mẫu thống kê đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn, và chúng tôi chỉ việc in ra và coi như gửi cho văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để phục vụ cho công tác thống kê. Nên ngoài ra thì cái sổ thụ lý điện tử công tác thi hành án này còn có cái chức năng là tích hợp vào các cái biểu mẫu của công tác thi hành án. Phần mềm đã hỗ trợ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiến An trong việc tổng hợp vi phạm, ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm đối với tòa án, cơ quan thi hành án hình sự và Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn, tự động soạn thảo phiếu kiểm sát, thông báo các loại và nhiều yêu cầu văn bản nghiệp vụ khác. Đến nay, phần mềm này đã được triển khai mở rộng trên ứng dụng website để có thể sử dụng rộng rãi trong toàn ngành kiểm sát Hải Phòng. Năm 2022, ngành kiểm sát Hải Phòng cũng đã quyết định chọn khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý chạy điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi đơn vị trực thuộc phải lựa chọn một hoạt động hoặc tạo một sản phẩm có gắn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để gửi về ban chỉ đạo đánh giá nghiệm thu trước tháng 11 năm 2022. Ở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiến An đã xây dựng thành công phần mềm sổ thụ lý kiểm sát thi hành án hình sự. Rồi Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thủy Nguyên cũng đã xây dựng thành công phần mềm sổ thụ lý kiểm sát tin báo để triển khai áp dụng cho toàn ngành. Đồng thời, Viện Kiểm sát thành phố cũng đã đăng ký với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xây dựng đề tài khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của Viện Kiểm sát thành phố, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số là bước chuyển biến tích cực của ngành kiểm sát, với mục tiêu xây dựng Viện Kiểm sát điện tử hướng tới Viện Kiểm sát số, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn và năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Là một trong số các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố, dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển đang trong giai đoạn thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Tuy nhiên hiện nay, nhiều vướng mắc về mặt bằng đang có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Gói thầu xây dựng đoạn tuyến từ cầu Lạng Am đến hết cầu vượt sông Chanh Dương, đoạn tuyến 1,36 km phía trái sông Chanh Dương và gói thầu xây dựng cầu vượt sông Thái Bình cùng đường dẫn hai đầu cầu đang được chủ đầu tư, liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát tổ chức thi công đồng loạt đã đạt được các mốc tiến độ theo kế hoạch. Hiện tại là riêng bên gói thầu 23 là xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn hai đầu cầu phía bên bờ Tiên Lãng, hiện nay là từ trụ 15 cho đến mố M26 thì đã đang triển khai thi công từ trụ T21 về M26. Hiện tại là từ mố M26 là đến trụ T22 là đã thi công xong phần cọc con nhồi và đã triển khai thi công bệ thân trụ. Tiến độ chung thì cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Bên giám sát thì anh em cũng bố trí đầy đủ, anh em nhất là phần cầu là đều có kinh nghiệm 15 đến 25 giám sát thi công phần cầu, và anh em cũng bám công trường 24/24 cùng với nhà thầu để đảm bảo tiến độ và cũng như là các cái công tác an toàn cho thi công. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là hạng mục đường dẫn cầu. Theo thống kê, hiện có khoảng hơn 1.000 mét trong tổng số hơn 1.700 mét đã được bàn giao, chủ yếu thuộc địa bàn xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, do nhiều diện tích đã được bàn giao, nằm xen kẽ với diện tích chưa bàn giao, không có hệ thống giao thông kết nối, nên nhà thầu không thể tiếp cận mặt bằng để thi công. Vì vậy, số diện tích để thi công được rất ít. Phần mặt bằng đã giải phóng được như thế là một cây số 1 trên một cây số 7. Trong đấy, phần mà để mà thi công được thì là phần 800 mét. Nhưng cái để mà có đường để tiếp cận vào được để thi công thì đơn vị chỉ thi công được 500 mét thôi, trong phạm vi 500 mét thôi. Thế cho nên là tới đây thì Ủy ban Nhân dân xã Thế Hưng cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng sẽ quyết liệt vấn đề này để giải phóng toàn bộ cái phần này trong thời gian sớm nhất cho đơn vị thi công. Theo như tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án là 31 tháng 5 là phải xong mặt bằng, thì cái thời gian để mà đơn vị thi công đúng tiến độ thì mới đạt được. Còn nếu như mà vượt qua thời gian đấy
thì cái tiến độ khả năng là rất khó khăn. Cũng theo đại diện nhà thầu, trên tuyến hiện nay có 4 đoạn phải thực hiện gia tải theo đúng quy trình là 8 tháng. Thế nhưng cho đến nay, các đoạn tuyến này vẫn chưa thể thi công. Nhiều hộ dân đã được phê duyệt, đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Thậm chí một số hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng lại cản trở thi công. Và với thực trạng mặt bằng như hiện nay thì việc bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là rất khó khăn. Hơn lúc nào hết, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương và nhất là sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Dự án đầu tư cải tạo mở rộng đường tỉnh 359 là dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời điểm này, huyện Thủy Nguyên đang tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm để dự án được thi công thuận lợi. Ở giai đoạn 1, huyện Thủy Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4 tổ chức và 1.727 hộ dân. Trong đó, 1.573 hộ đã nhận tiền, 1.452 hộ đã bàn giao mặt bằng. Riêng xã An Lư hiện có 69 hộ chưa bàn giao mặt bằng, 99 hộ chưa nhận tiền. Giai đoạn 2 triển khai trên địa bàn 3 xã Thủy Triều, Ngũ Lão, Tam Hưng. Huyện Thủy Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.074 hộ, hiện còn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng, 99 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Hầu hết các hộ kiến nghị về nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Ủy ban nhân huyện đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất cũng như là các ngành chuyên môn của huyện tập trung cao trong công tác giải quyết đơn thư kiến nghị cũng như là vận động nhân dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại thì còn khoảng gần 300 hộ là chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công để thực hiện dự án. Trên cơ sở đó thì Trung tâm phát triển quỹ đất cũng đang tham mưu cho Ủy ban nhân huyện hoàn thiện các cái hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất đối với những hộ cố tình chây ì khi đã giải quyết các cái cơ chế về chính sách bồi thường hỗ trợ đảm bảo quyền và lợi ích pháp khi nhà nước thu đất để thực hiện dự án. Theo kế hoạch, dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 phải hoàn thành toàn tuyến trong tháng 12 năm nay. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền vận động, kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân. Bên cạnh vào cuộc, quyết tâm cao của chính quyền các cấp thì rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân. Đường tỉnh 359 khi hoàn thành, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trục chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, các địa phương có tuyến đường đi qua. Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm nay có nhiều diễn biến phức tạp. Lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ có thể cao hơn từ 5 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, phòng chống ngập lụt tại một số khu vực sung yếu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi An Hải đã chủ động triển khai các biện pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, bão lụt. Ngay sau khi nhận được dự báo về khả năng mưa lớn trong những ngày tới, cống Song Mai ở xã An Hồng, một trong 16 điểm phòng chống thiên tai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi An Hải, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực đường 5, đã tiến hành mở cống, tháo mừng nước đệm, bảo đảm an toàn cho các diện tích sản xuất nông nghiệp và các khu dân cư. Hiện trạm thủy nông đường 5 đang quản lý 17 cống dưới đê. Tại một số cống đã bố trí các trạm quan trắc tự động theo dõi mực nước. Các điểm trực bão trên địa bàn của chủ trạm là 7 điểm trực, trong đó những điểm trực thì là có 10 cán bộ công nhân viên trực. Công ty đã đầu tư cho các cống, các cái thiết bị đóng mở vận hành bằng tờ điện cũng như là cánh phai để hoành triệt, rồi như bao tải đất cát đen để khi có sự cố thì là huy động nhân lực để cho hoành triệt các cống. Để nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi trong năm, công ty đã tiến hành cải tạo, nâng cấp cống, đập, điều tiết, nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh trục, xử lý các điểm ách tắc tại các khu vực trọng yếu và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình để tăng năng lực tiêu thoát nước trong mùa mưa bão, phục vụ điều tiết nước cho gần 4.000 ha sản xuất nông nghiệp, rau màu của toàn huyện. Hiện nay, tại một số cống qua đê và trạm bơm điện bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trong đó có cống Xích Thổ, xã Hồng Thái, được xây dựng từ năm 1970. Chiều dài thân cống ngắn, đê hẹp, việc vận hành khó khăn. Mặc dù đã thực hiện đấu thầu từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai dự án. Trên toàn hệ thống hiện còn khoảng 30% cống dây đê phải vận hành bằng tay hoặc sử dụng máy nổ do nằm xa khu dân cư, việc kéo điện gặp khó khăn.
Triển khai chương trình dồn điền đổi thừa, từ năm 2014 đến nay, huyện Tiên Lãng đã có 100% số thôn, số xã hoàn thành bình quân từ 1,7 đến 2 thửa một hộ, giảm từ 2 đến 3 thửa một hộ so với trước đây. Với cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố, Tiên Lãng đã hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa tập trung cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Thôn Đại Công, xã Tiên Cường là vùng trồng dưa hấu lớn nhất của huyện Tiên Lãng. Một năăm trồng 2 vụ dưa với trên 55 hecta, bà con nơi đây có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao. Cũng như so với cái thu nhập của dưa và lúa đấy, thì là dưa nó vẫn còn hơn lúa nhiều. Tức là bây giờ một sào như lúc này là cái giá dưa bị giảm xuống rất như là nhiều rồi đây. Thế nhưng một sào mà trừ chi phí đi thì cũng còn được 5-6 triệu. Thế còn nếu như lúc cái giá đỉnh điểm nó cao đấy là một sào dân phải thu được khoảng tầm cái độ chục triệu trên chục triệu. Tầm bình quân của rơi vào 13 triệu một sào. Sau dồn đổi, toàn huyện Tiên Lãng quy vùng được 60 vùng sản xuất tập trung với diện tích bình quân 20 hectare một vùng, tăng gấp 2 lần so với trước khi dồn đổi. Trong đó có 15 vùng diện tích từ 30 hectare trở lên, 3 vùng có diện tích 50 hectare. Toàn huyện hiện có gần 1.000 hectare sản xuất nông sản hàng hóa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chiếm 30% diện tích cây vụ đông. Quy vùng sản xuất tập trung nó rất là thuận lợi cho việc là công tác quản lý phòng sử dụng bệnh, hạn chế việc ô nhiễm môi trường, tránh trường hợp là sâu bệnh luân chuyển từ ruộng ngõ sang ruộng kia. Tiên Lãng chúng tôi cũng đang bắt đầu tiến cùng với các địa phương là đã xây dựng cái kế hoạch lựa chọn các cây trồng chủ lực phù hợp với từng địa phương, định hướng cho các địa phương đấy phát triển những cây trồng phù hợp với cái thế mạnh và đồng thời là cái tập quán của người dân đang sản xuất. Hiện nay, Ủy ban dân huyện Tiên Lãng đang triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa. Cùng với đó, huyện triển khai các chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất bằng nhiều hình thức để liên kết tổ chức sản xuất, xây dựng vùng sản xuất nông sản hàng hóa, chăn nuôi quy mô lớn, tạo đột phá trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xác định đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, nhất là từ các quốc gia có hợp tác truyền thống và quan trọng như Hàn Quốc. Quý đầu tiên của năm nay ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp và gián tiếp của Hải Phòng diễn ra qua các kênh khác nhau. Đáng chú ý là hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022 do Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giữa tháng 4 vừa qua. Tiếp đó là hội nghị gặp gỡ trao đổi với Hiệp hội các khu công nghiệp Hàn Quốc về cơ hội hợp tác đầu tư tại Hải Phòng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng tăng thêm hiểu biết, nắm rõ tiềm năng lợi thế của Hải Phòng, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư. Năm 2019 công ty chúng tôi đã bắt đầu đầu tư tại Hải Phòng và tôi nhận thấy rằng ở Hải Phòng có những cái điều kiện rất là phát triển về cơ sở hạ tầng. Cái doanh nghiệp Hàn Quốc thì cái việc trao đổi thông tin giữa người Hàn và người Việt thì rất là quan trọng. Vậy nên là năm ngoái tôi đã tham gia cái cuộc thi là ban giám khảo của một công ty của một cái cuộc thi về tiếng Hàn thì tôi thấy rất là bất ngờ với cái khả năng nói lưu loát của mọi người. Thì tôi nghĩ là đó sẽ là một tiềm năng tương lai phát triển và một lợi thế của cho các công ty Hàn cũng như người Việt. Và cái đặc điểm thứ hai là về cái vấn đề giao thông. Và tôi thấy là Hải Phòng là một mấu chốt giao thông quan trọng và thuận lợi. Hải Phòng hiện có 171 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, đứng đầu về số lượng, với tổng vốn đăng ký khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42% tổng vốn FDI trên địa bàn thành phố. Riêng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Hải Phòng hiện có 102 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 43,7% tổng vốn đầu tư toàn khu, chiếm 88,9% tổng vốn đầu tư Hàn Quốc toàn thành phố. Các dự án chủ yếu tập trung vào ngành điện tử, ô tô. Giá dầu thế giới tăng trở lại khiến giá xăng dầu trong nước cũng tăng cao, vượt mức kỷ lục gần 31.000 đồng một lít. Đã không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp vốn đang vực dậy sau đại dịch, mà còn kéo theo giá các mặt hàng thiết yếu, giá vật tư nông nghiệp cũng tăng theo, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Trong đợt điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều ngày 23 tháng 5, sau nhiều biện pháp hạn chế giá xăng dầu tăng của chính phủ, như giảm thuế bảo vệ môi trường, trích quỹ bình ổn để hỗ trợ giá, thì giá mặt hàng xăng dầu vẫn được điều chỉnh tăng theo giá dầu thế giới, chạm ngưỡng kỷ lục gần 31.000 đồng một lít. Việc xăng tăng giá quá cao trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các đơn vị vận tải.
Làm nghề du lịch thì bây giờ cứ mỗi lần sang lên thế này mà chạy khách thế thì là giá cước là không lên được. Tôi nhà nước xem xét cái xăng dầu lên chợ giá để cho bà con được ổn định. Không chỉ những đơn vị vận tải bị ảnh hưởng, xăng tăng giá cũng khiến người dân phải đối mặt với nhiều nỗi lo khi giá cả mọi mặt hàng từ mớ ra ngoài chợ đến những mặt hàng thiết yếu hàng ngày đều cao hơn trước. Chẳng hạn như là thịt thà, rau cỏ nó đều là tăng hết. Tôi thì là bị rất là ảnh hưởng lớn do cái xăng dầu nó lên, giá cả nó lên như thế. Bây giờ đi mua lít dầu ăn ấy, dầu về bán hàng thì ngày xưa có 40.000, bây giờ lên 45.000. Rồi các thứ nguyên vật liệu cái gì nó nhích lên một tí. Đâm ra nó theo giá cả thị trường nó tăng lên, đâm ra người mua, người ta đi chợ nó cũng, đôi khi người ta cũng hạn chế mua bán ấy. Đồng tiền bây giờ người ta hạn hẹp đi thì đâm ra bọn tôi bán hàng nó cũng chậm đi. Người dân phải thắt lưng buộc bụng, các hộ tiểu thương buôn bán ế ẩm, doanh nghiệp thì gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã thể hiện tác động mạnh mẽ của thị trường xăng dầu. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam cần những giải pháp, trong đó có các công cụ thuế linh hoạt để kìm lại đà tăng của giá xăng, tạo điều kiện phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thời gian qua, trước tình hình giá xăng dầu trong nước tăng cao, các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép liên quan đến mặt hàng này có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là trên hướng biển, liên tiếp nhiều tàu chở dầu không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ đã được lực lượng cảnh sát biển phát hiện bắt giữ trên các vùng biển, nhất là khu vực Đông Bắc và Tây Nam. Để ngăn chặn, các lực lượng chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình, nhất là trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện cũng như tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là ngư dân chủ động tích cực tố giác các hành vi buôn lậu và cam kết không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu xăng dầu. Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát biển đã xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ xử lý gần 40 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật, thu giữ trên 600.000 lít dầu DO và FO, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển quyết liệt ra quân trấn áp các loại tội phạm trên biển, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác kiểm tra thông tin, tăng cường thu thập tin tức đối tượng vi phạm, đồng thời yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng xăng dầu, than diễn ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý, phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả. Mở cửa trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, du lịch Cát Bà bắt đầu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tính đến hết tháng 5, tổng lượng khách đến Cát Bà đạt gần 157.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.750 lượt. Việc du khách nước ngoài đến với một trong hai trọng điểm du lịch của thành phố tăng đã cho thấy triển vọng phục hồi hoàn toàn của ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại nguồn doanh thu đáng kể từ dịch vụ du lịch trong năm nay. Một loạt sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao diễn ra trong khuôn khổ khai mạc du lịch Cát Bà 2022 không chỉ đánh dấu sự trở lại của thiên đường nghỉ dưỡng Cát Bà, mà còn thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến với địa danh du lịch đang trên lộ trình đề cử UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới cùng với Vịnh Hạ Long. Tôi đến đây Cát Bà lần thứ hai rồi, tôi thấy cảnh sắc của nơi đây rất là đẹp và cuốn hút. Không khí ở đây thì thanh bình và rất là tuyệt vời. Những món ăn ở đây thì thực sự rất là ngon. Con người thì vô cùng thân thiện. Tôi hy vọng Cát Bà sẽ là điểm đến du lịch hàng năm và thường xuyên của tôi. Em cảm thấy dịch vụ ở đây rất là tuyệt vời. Mọi người ở đây cũng rất là thân thiện. Phong cảnh ở Vịnh rất là đẹp. Và lần sau có lẽ nếu mà có cơ hội quay lại em vẫn sẽ quay lại đây một lần nữa. Tháng 5 là tháng ghi nhận lượng khách tới Cát Bà tăng cao, tổng lượng khách du lịch đến Cát Bà ước đạt gần 159.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.750 lượt, khách nội địa ước đạt gần 154.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt trên 136 tỷ đồng. Du lịch Cát Bà đón nhận những tín hiệu lạc quan khi mà lượng khách quốc tế bắt đầu tăng trở lại. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng du lịch không ngừng được đầu tư, Cát Bà đang là điểm đến hấp dẫn với du khách nước ngoài trong cao điểm du lịch năm nay. Du lịch Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn, các quy định về khai báo y tế cũng như thủ tục nhập cảnh thông qua là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong hành trình khám phá các quốc gia châu Á. Và Cát Bà với phong cảnh tuyệt đẹp và có nhiều nét hoang sơ chính là sức hút đối với chúng tôi. Nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo và hấp dẫn mà huyện Cát Hải nỗ lực triển khai đã góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Với nhiều tín hiệu đầy triển vọng, Cát Bà tiếp tục được dự báo sẽ là một trong những điểm đến an toàn, lý tưởng của đông đảo du khách trong những tháng cao điểm mùa hè năm nay. Tràng Canh, Bạch Đằng, địa danh lịch sử đã đi vào tiềm thức của người dân thành phố Hải Phòng như một ký ức không thể nào quên về chiến công vĩ đại chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan chiêm bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bạch Đằng Giang đã trở thành điểm đến quen thuộc, thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Khu di tích là quá trình tạo dựng cảnh quan, không gian mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc, vừa hùng vĩ, vừa linh thiêng, đã trở thành một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách. Đoàn của chúng tôi đến đây, điều trước tiên là cảm nhận được cái phong cảnh ở nơi đây. Thật là một nơi hữu tình, phong thủy, có cây cổ thụ, có sông, có nước, rất là mát mẻ, rồi có những cái nơi đền thờ để ghi nhớ công ơn các vị đã có công với lại đất nước, ôn lại cái truyền thống lịch sử của đất nước mình. Do mà chúng em chọn nơi này để đi, để tại vì lớp em có mọi người đều rất là thích về lịch sử, nên là muốn khám phá thêm về di tích cũng như lịch sử của nước ta. Không khí ở đây thì vào bọn em đi vào cuối tuần nên nó khá là nhộn nhịp và vui vẻ. Nếu mà còn cơ hội nữa thì em sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa để có thể có nhiều cơ hội khám phá khu di tích Bạch Đằng Giang này nữa. Đây là một cơ hội để những người nghệ sĩ Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc sáng tác và tác nghiệp. Tôi nghĩ đây là một vùng đất đẹp và một vùng đất hứa, đặc biệt là đến một di tích lịch sử mà sự hoành tráng giữa bờ sông Bạch Đằng lịch sử và có những phối cảnh đa dạng và phong phú. Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang mở cửa đón du khách vào tất cả các ngày trong tuần. Với ý nghĩa lịch sử, kiến trúc với quy mô bề thế, khang trang, cùng nhiều ấn tượng đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên, nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, sau khi Bộ Y tế gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam bãi bỏ công văn 2009 về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán về điều trị có sử dụng máy mượn, máy đặt ở các bệnh viện, thì ngày 12 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dừng thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật liên quan sử dụng các thiết bị nói trên từ ngày 9 tháng 5. Việc này khiến cơ quan y tế gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trung tâm y tế quận Hải An chỉ có một máy sinh hóa tự động duy nhất để thực hiện xét nghiệm cho những bệnh nhân cấp tính, lại chính là máy mượn, máy đặt của công ty trúng thầu vật tư hóa chất. Việc dừng thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật này khiến trung tâm gặp khó, thậm chí phải tạm dừng nhiều hoạt động khám chữa bệnh liên quan đến xét nghiệm. Toàn bộ tài sản của trung tâm y tế hiện tại để các cái máy để phục vụ cho cái sinh hóa thì chỉ có một cái máy duy nhất đó. Nếu mà bây giờ chúng ta dừng lại thì không có máy để phục vụ cho nhân dân khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Mà nếu mà chúng ta mà thu phí của nhân dân thì nó cũng rất là phiền phức và nó không đúng theo cái quy định. Khi mà nhân dân đã mua cái thẻ bảo hiểm y tế thì tất cả các quyền lợi của bệnh nhân là phải được hưởng đầy đủ. Tình trạng của trung tâm y tế quận Hải An cũng là khó khăn chung của nhiều bệnh viện ở Hải Phòng trong hoạt động khám chữa bệnh hiện nay, bởi hầu như đơn vị nào cũng sử dụng hình thức này. Đặc biệt, quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng nếu bảo hiểm y tế không thanh toán. Trong thời gian tới đây để khắc phục cái việc này, thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà tiếp tục có văn bản đề xuất lên Bộ Y tế, lên Ủy ban Thành phố và Sở Y tế cũng như các sở ban ngành rồi Bảo hiểm xã hội. Để làm sao tiếp tục cho thanh quyết toán cho đến khi nào hết hợp đồng. Và trong cái thời gian đấy thì chúng tôi cũng đang triển khai cái kế hoạch định giá lại máy và đề xuất là cái đơn vị người ta xã hội hóa với mình đấy thì người ta sẽ chuyển quyền sử dụng cho trung tâm y tế. Tuy nhiên là để mà hoàn thiện cái thủ tục đấy thì nó cũng phải mất một cái thời gian. Và để mà không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của bệnh nhân ấy thì cũng đề xuất là trong thời gian đấy thì tiếp tục được thanh quyết toán bảo hiểm cho nhân dân để tiếp tục hoàn thiện tốt cái công tác khám chữa bệnh của địa bàn. Mới có hiệu lực được khoảng nửa tháng,
nhưng những bất cập trong việc dừng thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị, có sử dụng máy mượn, máy đặt của các đơn vị thì đã thấy rõ. Nếu bỏ tiền mua hệ thống máy xét nghiệm thì ngân sách phải chi số tiền rất lớn. Còn nếu bệnh viện đi vay để mua thì buộc phải tính phí khấu hao cho người bệnh. Đây là bài toán nan giải đối với các cơ sở y tế hiện nay. Chuẩn bị cho sự trở lại của V-League 2022 vào đầu tháng 7 tới, câu lạc bộ Hải Phòng đã quyết định tổ chức giải đấu giao hữu tứ hùng. Ngoài chủ nhà Hải Phòng, giải đấu quy tụ thêm 3 đội bóng Hải. Phần cuối chương trình thời sự như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Trung tâm thành phố mây thay đổi, đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Bắc thành phố, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Nam thành phố, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 10 km trong mưa.